Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 12 2022. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 173. Có một câu rất là hay nhắc nhở chúng ta phát thiện niệm sẽ có lợi ích, phát lên cái ác niệm sẽ có hại rất lớn cho chúng ta. Sinh một ý niệm tốt thì chờ đắc sinh thêm chánh khí, khởi một niệm ác thì chờ đắc tăng thêm độc khí. Mình phải khiến khí xấu thành khí tốt lành. Nên mỗi một người chúng ta khi khởi một cái tâm sân hận, cái tâm muốn hại người, thì mình đang tác hại mình rất là lớn. Nhớ, mình đang tác hại mình rất là lớn. Nên tất cả những người niệm Phật của chúng ta mỗi ngày đi đứng nằm ngồi niệm Phật, đặc biệt nhất là nhắc mình, đi đâu cũng cầm cái máy bấm số, đi làm chi biết không? Thì bấm một câu thì A Di Đà Phật thôi. Niệm một câu A Di Đà Phật thì bấm số thôi. Đây gọi là ý niệm thiện nhất trong các ý niệm thiện. Đây gọi là đại thiện. Nên mỗi một người chúng ta muốn hóa giải cái khí độc ở cái quả địa cầu chúng ta đang sống, càng ngày càng giảm bớt đi cái khí độc, thì mỗi người chúng ta nên phát thiện niệm. Nên mỗi một người chúng ta mà không hiểu Phật Pháp mà một ngày phát lên cái ác niệm, thì mình đang tác hại tất cả những loài người sống ở quả địa cầu của chúng ta rất là lớn. Tại vì làm cho cái khí độc nó phát triển mạnh. Còn nếu như mà mình phát thiện niệm thì hóa giải khí độc, nó phát triển không khí tốt lành. Nên mỗi một người chúng ta đang sống trong quả địa cầu này, mình nghĩ mình tác hại người ta nhưng thật sự là tác hại mình chung. Giống như bây giờ chúng ta đang sống trong một cái vòng tròn, mình xả hơi độc ra thì mình cũng ngửi cái độc. Mình xả cái hơi tốt đẹp ra thì mình cũng ngửi được cái hơi tốt đẹp. Nên mỗi một người mình nếu như có một cái tâm hại người thì tức khắc mình đang hại mình. Nên ý niệm A Di Đà Phật là ý niệm đại thiện. Mỗi một người chúng ta đi đâu cũng đeo cái máy niệm Phật. Đây là phát ý niệm đại thiện. Và chúng ta đang duyên với đại thiện. Khi phát đại thiện, duyên với đại thiện, thì đây là cái thiện duyên phước báo lớn nhất. Nên mỗi một vị Phật tử, chúng ta hiểu được nguyên lý này, thì những ngày Tết, chúng ta biết vào trong ngôi Tam Bảo để tu phước duyên. Vì sao? Vì đi đến chỗ nào cũng có thể phát thiện được. Đa phần là nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện. Đa phần là nhiều. Còn ngoài đời, trong dịp lễ Tết thì đa phần nghĩ ác, làm ác.
nhiều lắm. Bây giờ nhà kế bên mình thì cái nhăn họ tạo ác, cái ý niệm ác trong tâm mình nó cũng dễ khởi lên, tại vì nó có cái nhăn bên ngoài và nó có được cái quả bên trong, nó phát triển, nó tiếp nhận cái nhăn bên ngoài. Từ nơi đó mà cái nhăn ác ở ngoài đời quá nhiều, nên chúng ta rất dễ phát cái điều ác lên. 6-7 ngày ở trong ngôi Tam Bảo dịp Tết, niệm Phật lễ Phật, làm công quả, đi đứng nằm ngồi niệm Phật, miệng nở nụ cười. Quý vị coi 6-7 ngày ăn Tết trong chùa này ý nghĩa cỡ nào chưa? Quá ý nghĩa. Có một cô này cô nói rằng dù cỡ nào Tết con cũng để dành tiền để mà con mua vé xe để con đi đến chùa ăn Tết. Năm ngoái con ăn Tết trong chùa một năm, con thấy rằng là mấy chục năm cuộc đời con chưa bao giờ hưởng một cái Tết ở trong ngôi Tam Bảo mà tuyệt vời như vậy. Có nghĩa là hưởng một cái Tết tuyệt vời như vậy. Hiện Đức ngày xưa ngoài đời cũng suy nghĩ rằng mình Tết nhất là mình đi chơi, có tiền đồ mình ăn nhậu đồ là vui đúng không? Nhưng mà cái năm ăn Tết đầu tiên ở trong chùa thì những đức mới cảm giác rằng đúng, ở trong ngôi Tam Bảo đúng là một cái Tết bình an. Một cái Tết quá bình an. Người ta thì Tết nhất người ta lao đi ăn nhậu, đi chơi bờ, đủ chuyện. Còn mình ở trong chùa thì dịp Tết thì tất cả người trong ngôi Tam Bảo càng phục vụ đại chúng nhiệt tình, hết lòng. Quý vị vô đây quý vị thấy rõ ràng luôn, họ đều là phục vụ đại chúng, họ lo cho quý vị Phật tử về chùa để mà tu, thì phải là rõ ràng tu phước duyên không? Tại sao người trong chùa mình Tết họ vui như vậy? Tại vì nó sanh phước báo nên vui. Tại sao có nhiều người ngoài đời Tết xong rồi nặng nề buồn lắm? Vì nó xài hết phước rồi. Giống như bây giờ điện mà yếu thì đèn giật, mà đèn dầu mà hết dầu thì đèn tắt. Nên một con người mà phát thiện niệm là đang tăng trưởng phước báo nhân duyên. Và khi phước báo nhân duyên mà nó tăng trưởng lên thì tức khắc á, sự việc làm ăn gì của mình trong cuộc đời này đều rất dễ thành đạt. Mà con người khi phước báo mà tăng trưởng lên, người ta tin tưởng mình. Nhớ, muốn cho người ta tin tưởng mình để lập được sự nghiệp trong cuộc đời này thì tức khắc phải từ phước báo tăng trưởng. Khi một con người mà phước báo tăng trưởng lên thì tâm trạng cũng thường an lạc, thường vui. Giống như chúng ta nói, điện mà đủ thì đèn sáng liền. Điện á, là năng lượng đó quý vị. Nên chúng ta đầy đủ năng lượng là tâm trạng mình sẽ thoải mái, trí tuệ mình sẽ thông minh. Nên trong nhà Phật có nói câu là phước huệ. Một con người mà tăng phước thì sanh trí tuệ, còn một con người mà giảm phước là trí tuệ lu mờ liền. Nên chúng ta là người tu học Phật pháp, niệm Phật, cầu sanh cực lạc, quý vị đừng có nên bị cái tác động của gia đình làm quý vị phải đau khổ. Bây giờ thí dụ như giờ con mình nó tác động mình, nó làm nhiều điều trước mặt mình, nó làm cho mình nặng nề, phiền não. Tất cả những sự phiền não đó đều là ngu si. Ngày xưa chúng ta không hiểu, chúng ta phải chịu cái tác động của con, gia đình, chồng, vợ, người thân. Bây giờ mình hiểu rồi, mình đừng nên để cái tác động đó ảnh hưởng mình nữa. Vì ảnh hưởng mình sanh buồn, sanh phiền não, thì làm cho quả địa cầu này càng dễ bị hư hoại. Mà mình là người học Phật đã hiểu nguyên lý rồi. Thí dụ như bây giờ đứa con nó đến nó báo ơn thì nhất định nó sẽ lo lắng cho mình theo cái sự báo ơn nó nhiều hay ít. Nếu như nó báo ơn mình nhiều thì nó lo mình rất là chu đáo. Còn nếu như nó báo ơn cho mình ít thì nó lo cho mình nó còn tính toán. Còn nếu như đứa con đến nó đòi nợ thì tức khắc nó chướng ngại vật ở trước mặt mình không. Nó làm những điều mà mình thấy bực bội lắm. Những việc đó mình nói đừng nên làm, việc đó sai đó, mà nó thì đi tìm cái việc sai để làm không. Đó là đứa con đến để đòi nợ quý vị đó. Nên nó làm những điều chướng mắt mình không à. Mình đã học Phật mình hiểu rồi, mình đừng có nhìn cái thứ đó để chướng mắt. Mình tìm chỗ khác mình tránh nó đi. Thì con nợ này không có cách gì nó đòi được mình. Còn nếu như mình gây dựng cái tâm nhiễm ô vào nó thì tức khắc mình hao năng lượng. Thêm cái nữa, cứ nghĩ rằng bây giờ làm con mà tội nghiệp nó quá, thôi bây giờ tìm mọi cách để giúp đỡ nó,
để dẫn dắt nó vào đạo, quý vị phải tin sâu nhân quả. Một con người khi mà phước duyên người ta đến lúc thì tự nhiên người ta sẽ học Phật. Còn mình chỉ là người á, gieo cái duyên cho người ta. Còn khi duyên người ta chưa đến học Phật, đừng nên phan duyên. Quý vị cứ để mặc kệ thì quý vị có lo học Phật cho tốt. Nó có được thời gian cho mình gầy dựng cái tâm lực mình cho tốt. Khi tâm lực mình kiên cố rồi thì mình giúp người mình cũng không bị sự trở ngại. Còn tâm lực mình mà yếu rồi mình nhào vô cái chuyện, nó quay ngược lại một cái là mình trở ngại luôn. Có khi mình tiêu luôn đó quý vị. Nên người học Phật nên phải có góc độ nhận thức sâu sắc. Khi nhận thức được những việc này sâu sắc rồi thì tức khắc mỗi ngày chúng ta phát thiện niệm. Đi đứng nằm ngồi, A-di-đà-Phật, 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 đều phát thiện niệm. Bây giờ người thân con cháu mình nó phát ác niệm gì mà kệ, nó làm việc gì kệ nè. Quý vị cứ phát cái thiện niệm. Ai mặc ai nói ngã nói nghiêng, còn ta cứ giữ như kiền ba chân, cứ duy trì cái tâm mình niệm Phật à, vậy đó. Có nhiều người hỏi, bây giờ thầy chia sẻ trực tiếp gì, chúng con có những câu hỏi gì tịnh độ thắc mắc này kia, con muốn hỏi thầy. Những đức nói, những đức không biết gì nhiều để hỏi. Hỏi đây những có khi những đức trả lời tầm bậy sai quấy. Thôi, tôi biết niệm Phật không à. Quý vị muốn hỏi ai đó hỏi tỷ vị. Những đức nói pháp môn tịnh độ này là cái pháp môn mà dành cho cái người mà đủ thiện căn quốc báo nhân duyên. Có nghĩa là càng nghi thì con người ta cứ mãi nghi cho nặng nề. Nếu như quý vị có thể gom gọn lại thành một câu ai với đà Phật thì vô cùng đặc biệt. Thật sự mà nói, những đức về văn tự không hiểu nhiều. Những đức chỉ có tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Tất cả những gì những đức chia sẻ đó là tùy vào nhân duyên của mỗi người khi nghe. Tùy vào mỗi người phù hợp căn tính mình để mà áp dụng tu. Những đức nói nghi cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần niệm câu ai với đà Phật niệm dứt hết nghi. Quý vị biết rằng nghi câu Phật hiệu này là do gì chưa được sự trải nghiệm đối với pháp môn niệm Phật này thôi. Nếu như gặp những sự cố gì mà vẫn kiên nhẫn tín nguyện niệm Phật mà vượt qua một hai lần thì quý vị sẽ có lòng tin phát diễn mạnh liền. Những đức mười mấy năm nay niệm Phật, gặp bao nhiêu sự cố trong cuộc đời cứ niệm Phật, thời gian cứ lần lần trôi qua, cứ từ từ nó cứ đi qua hết à. Rồi đi qua rồi một ngày nào nó cũng quay trở lại. Quay trở lại thì tiếp tục cứ niệm Phật. Thường ngày đã niệm Phật rồi thì gặp sự cố gì cũng niệm Phật. Chứ thường ngày niệm Phật mà gặp sự cố không niệm Phật, vậy thì mỗi ngày niệm Phật để bồi dưỡng chi à. Giống như mỗi ngày chúng ta luyện một dạng binh. Khi mà giặc đến mà binh này nó bỏ chạy thì nói gì đến cái chuyện lợi ích nữa. Nên mỗi ngày chúng ta niệm Phật là giống như đang dưỡng một đội binh nhé. Khi mà thằng giặc phiền não, thằng giặc tham sân si, thằng giặc ý niệm xấu đến, thì chúng ta đã mỗi ngày niệm Phật rồi, bây giờ dùng thiện niệm A Di Đà Phật để chuyển ác niệm kia, xây chuyển được. Nên chư tổ sư mới nói rằng không sợ ác niệm, chỉ sợ niệm thiện phát chạnh. Phải nhớ, cái ác niệm đến mà cái thiện niệm đến chuyển xây liền thì tốt quá. Nên mỗi người chúng ta nên trân quý cái pháp môn tịnh độ này. Đây là pháp môn đại thù thắng đó quý vị. Phải trân thật quý trọng. Ngày nào những đứa cũng chia sẻ để gầy dựng tín nguyện niệm Phật hết. Cứ như vậy đối với những người hữu duyên, vài ba ngàn người gì đó, ngày nào cũng học tập. Đời những đức chỉ cần vài ba ngàn người này mà chúng ta cùng sanh cực lạc thì quá tuyệt vời rồi. Đòi hỏi chi cao xa nữa. Thế vậy biết rằng có khi mình chia sẻ Phật Pháp, hàng ngàn hàng vạn người, mười vạn người, vài trăm vạn người coi, nhưng mà không có một người nào thành tựu hết chứ. Thì cái việc chia sẻ Phật Pháp của mình gieo nhân mà không gặt quả, còn hơn là vài ngàn người này mà cứ gầy dựng hoài tín nguyện niệm Phật cả đời, cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn sanh cực lạc thì quá tuyệt vời, quá đặc biệt rồi. Bây giờ mỗi người chúng ta bình tĩnh suy nghĩ nè quý vị. Nhìn từng đời đi qua quý vị coi, con người ta cứ mãi lao theo vật chất của cải, cuối cùng con người ta cuối cùng được cái gì quý vị? Bình tĩnh suy nghĩ đi. Được một đống nghiệp cầm theo à? Đi gặp vua Diêm Vương tính sổ cho chúng ta. Thê thảm quá. Thật sự mà nói quá thê thảm. Nhưng Đức thường nói rằng tại sao chúng ta không làm những việc gì ý nghĩa trong cuộc đời,
Thì cuộc đời này nó quá đặc biệt hết. Tại sao chúng ta không mở ra một con đường giải thoát cho chính mình, để bất cứ lúc nào thỏa mãn đến với mình, để mình đi về cái thế giới cực lạc. Quý vị biết rằng có những người bây giờ già vậy đó, mà còn cầm một cọc vé số đi ngoài đường bán kiếm cuộc sống. Có khi chết nằm đầu đường xó chợ, có khi sanh 4-5 đứa con cũng có điều kiện, vậy mà cha mẹ già chơi chọi một mình. Hoặc là ở trong nhà thì ở một cái xó nào, nằm ở riêng biệt. Có khi con nghĩ rằng cha mẹ già dơ giấy bẩn, sợ bạn bè đến thấy gớm ghê. Ăn uống có khi mẹ cha ngồi ăn một cái xó nào, con thì ăn riêng. Vì thấy bà già này ho hen, bày hầy, tóc tai bùm sùm, ngồi ăn chung nó ăn không được ngon miệng. Quý vị biết rằng nói đây không phải là quơ đũa cả nắp, không phải ai cũng vậy. Nhưng mà cái cuộc đời này hiện tại nó càng ngày càng nhiều về cái phản này. Nên chúng ta đó làm gì làm, cố gắng gầy dựng cái tâm tu, đừng có giải đãi. Quý vị mà giải đãi cái chuyện niệm Phật là quý vị đúng dạy khờ. Nhưng đức nó quá dạy. Những đức nhìn kìa, bây giờ những đức là người nhìn rõ nhất nè. Bao nhiêu người cực khổ kiếm ra một cái sự nghiệp kìa, vậy mà cuối cùng đem sự nghiệp chia cho con mà con nó không vừa lòng không vừa ý. Khi đem cả sự nghiệp đưa cho con, vậy mà sau này sinh con từng đồng từng cắt, nó còn cằn nhằn cứ nhữ. Quý thấy lạ kỳ như vậy. Đến với cái cuộc đời này đúng là trả nợ, đúng là đã trả nợ rồi là tự nhiên con người ngu si. Quý thấy không? Kinh khủng không? Cực khổ gian nan đem của cải đưa cho nó, vậy mà cuối cùng nó không vừa lòng không vừa ý. Nó còn chê trách nó này nó nọ, nó mình không công bằng. Tiền của mình đem đưa cho nó, vậy mà cuối cùng xè tay xin nó lại từng đồng cắt để xài. Mà có nhiều người làm cha làm mẹ thương con, toàn là nói tốt cho nó, nhưng mà con người ta lo cho mình thì nhìn xấu con người ta từng chút. Nên như Đức nói rằng cái nhân cái quả mình không có phù hợp. Con mình nó bến tay bến chân mình sanh ra mình nuôi không lớn, nó có đối xử với mình cỡ nào chăng nữa cũng giấu che. Nó lỡ nó chỉ cần nói vài câu mua cái bánh lỡ khoe, thầy ơi con mua bánh đem lại nè, con bỏ tiền cúng dường nè thầy. Còn con người ta có khi ở đây phục vụ đầy chúng lo cho mình quá trời luôn, tối lửa tắt đèn nó lo cho mình, hoặc bệnh hoạn gì thì nó đổ bô cho mình, nó lo này lo kia cho mình. Như vậy mà có khi mình lại không ngó ngàng gì con người ta chứ. Có khi con người ta lỡ vui cái gì quá đáng một chút cũng nhìn ngó, nó này nó kia không vừa lòng không vừa ý. Đây là những đức nhắc đó, chứ không phải những đức nói chúng trong chùa mình đâu. Có những cái tâm niệm mình suy nghĩ lại đi. Nên tại sao mà đối với người trẻ trong chùa những đức lo lắng cho họ? Vì những đức khuyên họ để lo cho các cụ. Lo cho các cụ. Tại sao mà những đức nói hàm Phật tử có khi quý vị thấy ngoài đời nó có cái gì quý vị thấy phù hợp với nhỏ gái. Gái mà dù đi tu chứ thật sự nhiều khi nó cũng thích Tết nhất mà. Đó là những đức nêu lên hàng Phật tử biết tu phước tu duyên. Quý vị coi, họ phục vụ đệ chúng quanh năm, Tết nhất con của mình quần này áo nọ, trang sức này trang sức kia. Thì họ ngoài đời mà, thì mình nhìn mình phân tách. Thì coi họ ăn chơi này kia, còn con người ta thì ở trong chùa phục vụ đệ chúng. Phục vụ đại chúng Tết nhất càng làm nhiều thêm. Ta khắp nơi nơi người ta về ào ào càng lo nhiều thêm, càng lo nhiều thêm. Những đức vui khi quý vị về tu, nhưng mà những đức muốn nhắc để cho mỗi một con người chúng ta nên có góc độ nhìn, để bản thân mình có sự khoan dung tha thứ một chút. Và đối với đại chúng, các cụ trong chùa, mỗi người trong vô chùa mình nên có góc độ nhìn sâu sắc một chút. Con người mình đừng quá cầu toàn quý vị. Nhắc là cứ nhắc, giúp là giúp, khuyên là khuyên, nhưng mà chung chung đừng nên quá cầu toàn. Giống như những đứa khuyên mấy cô mình, quý chú, quý thầy tập vài bài hát để Tết năm nay Phật tử người ta về người ta ăn Tết rồi các cụ trong chùa được vui, có chương trình này chương trình kia vui một chút. Thì họ cũng cố gắng họ tập. Những đức ở trong lòng những đức nghĩ Tết nhất đến nè, mong họ
cũng cái chương trình tí nói phục vụ người ta mà họ cũng thấy hoạt bát cũng vui. Ý vậy đó quý vị. Nhưng những đứa gặp những đứa khuyên đừng có tập mà buổi tối mà kiểu mà trễ. Vì sao? Vì mình tập quá nó mệt. Tới khi mình biểu diễn cho đại chúng coi cái mình mệt quá, mình hết năng lượng. Mình tập chút thôi, cái giờ nó phù hợp. Chứ cái giờ mà đại chúng ta ngủ nghe không có nên. Quý vị biết rằng có những bài hát hay một buổi nói chuyện tuy không có hay, nhưng mà cái duyên, cái phước nó dày, người ta cũng tiếp nhận mình. Hoặc đời này người ta chưa tu phước duyên gì, nhưng mà đời trước tu phước duyên sẵn. Còn nếu như mà mình làm cho tổn phước duyên thì mình lên có diễn hay chăng nữa, người ta cũng không tiếp nhận. Hết phước hết duyên rồi, có hay người ta cũng không nghe. Mà còn duyên còn phước là tự nhiên người ta tiếp nhận mình. Nên nhà thì nhà lầu. Cái giờ mà chưa ngủ thì mình tập chút tí. Còn nếu như mà mình mà ở trên lầu mà mình tập á, làm ồn các cụ ở dưới, các cụ ngủ cũng được. Đây cũng là tổ phước duyên của mình. Nhận thức được vậy thì mình làm điều tốt, nhưng mà mình nghĩ nó là việc phụ thôi. Còn cái việc chính là dưỡng cái tâm niệm Phật. Khi cái tâm niệm Phật mà nó tích tụ năng lượng đầy thì tức khắc nó lên mỗi một cái chương trình gì trước công chúng là người ta thấy quý mến mình, tiếp nhận mình lắm. Nhận thức được vậy thì rất là đặc biệt, tuyệt vời lắm. Nhớ những đức thường nói rằng mình lo cho người già. Đối với tất cả các cụ già, nếu vui thì đỡ bệnh. Những đức cứ thường gây dựng cho các cụ cái tâm lực phải mạnh. Vì khi bất cứ lúc nào cơn vô thường đến là chúng ta chỉ có niệm sanh cực lạc thôi. Quý vị nhớ, mình là người tu hành niệm Phật, tất cả những cảnh giới thiện chúng ta còn cho nó qua đi, chứ đừng có nói chi cái cảnh giới bất thiện, cảnh giới như hương linh ma quỷ, cảnh giới này cảnh giới nọ. Bằng đêm ngủ có thấy cái gì cho qua đi, đừng quan tâm tới, đừng có quan tâm tới. Cứ duy trì nắm chắc câu A Di Đà Phật, nhớ nghe. Đừng có lao theo cái nghiệp duyên. Thí dụ như lúc mà mình còn khỏe, mình nghĩ đến ông bà cha mẹ, để nghĩ đến người nào đã chết rồi nhiều, khi phước duyên bị vừa giảm là cái nghiệp duyên nó hiện ra liền, y đang luôn. Nên có những người khi mà ta mê, nó nói cha mẹ tôi kìa, trong khi cha mẹ mình chết rồi, nhưng mà nói kìa cha mẹ tôi trên lầu kìa, ngồi kìa, đứng kìa. Họ nói là đúng chứ không phải sai đâu quý vị. Thì họ thấy là do gì, cái tâm nghiệp của họ nó đã nghĩ gì, nên đến lúc này phước si rồi thì trong cái tâm nghiệp nó phát ra. Mà những người gì phần nhiều đa phần đi vào tam đồ ác đạo hết trơn. Tại vì cái người niệm Phật là niệm được có Phật hiệu và tín nguyện kiên cố, sáng suốt. Còn bây giờ mê hoặc điên đảo, mù mờ không biết trời chăng mây nước gì, sao niệm Phật giáng sanh? Nhưng Đức hỏi vì bây giờ chúng ta mù, chúng ta muốn đi một đoạn đường đi đến chỗ đó dễ không? Không dễ đâu. Phải có người dặn. Nó rõ ra chúng ta là kẻ mù, mà cái dẫn đường là Phật A Di Đà. Nên chúng ta nói rằng chúng ta nghi cái này, chúng ta không tin cái nọ. Bây giờ chúng ta là kẻ mù, khỏi cần tạo thêm nữa. Đừng có tạo thêm cái mù nữa. Đặt cái mắt đã mù rồi mà bây giờ tạo thêm cho nó què chân nữa, thôi chịu thua. Nên chúng ta chỉ cần nắm chắc câu Phật hiệu Phật A Di Đà là người dẫn đường chúng ta đi về cực lạc đó. Cứ như vậy mà tu đi. Nên có một câu rất là hay nè, Ngài Pháp Nhiên Ngài dạy nè: thờ mạt pháp một vạn năm, các kinh điển khác đều tiêu diệt, chỉ còn pháp môn Di Đà để cứu độ chúng sanh. Đó. Cái thờ mạt pháp đến là kinh giáo đều bị diệt mất hết, còn kinh Vô Lượng Thọ lưu hành là 100 năm. Khi qua 100 năm kinh Vô Lượng Thọ cũng diệt mất, thì đúng chỉ còn có một câu Phật hiệu để độ chúng sanh. Bây giờ kinh điển chưa diệt mắt mà chúng ta đã gặp câu A Di Đà Phật và tiếp nhận tịnh độ, quý vị nghĩ cỡ nào? Có những người bây giờ người ta nghĩ rằng người ta chờ hội Long Hoa, Di Lặc Bồ Tát xuống thế mở hội Long Hoa,
họ chờ tới ngày đó để nhập hội Long Hoa. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng thuyết đó rằng: ủa vì sao quý vị không cầu sanh Cực Lạc đi? Từ đây tới ngày Bồ Tát Di Lặc xuất thế mở hội Long Hoa thời gian quá dài. Bây giờ thời này thời mạt pháp, giáo pháp Đức Thế Tôn bây giờ chưa được 3.000 năm, mà trong khi sự giáo hóa của Đức Thế Tôn là 12.000 năm. Bây giờ chưa được 3.000 năm, vậy thì còn hơn 9.000 năm nữa. Mà khi kinh giáo diệt mất sạch hết luôn, và cái thời gian mà không có Phật để độ chúng sanh, từ từ diệt mất sạch hết, thì thời gian, khoảng thời gian đó chúng ta phải chịu thời gian rất dài, thì Bồ Tát Di Lặc mới xuống thế mở hội Long Hoa. Nếu như bây giờ chúng ta niệm Phật mà cầu sanh Cực Lạc, ở thế giới Cực Lạc chúng ta đầy đủ năng lực thần thông, chừng nào Bồ Tát Di Lặc xuống thế mở hội Long Hoa, chúng ta đều thị hiện xuống. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng thuyết nói rằng lúc đó mình là bậc thượng thủ, như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp là những bậc thượng thủ bên cạnh của Phật để độ sanh cùng với Phật, chắc ăn hơn. Bây giờ thời gian dài như vậy, bây giờ chúng ta chờ cái ngày mở hội Long Hoa để chúng ta nhập hội, biết chúng ta căn tính mình sao. Khi mà thọ thai thì mê kết ấm liền, mê liền. Vậy thì bây giờ tại sao chúng ta không niệm Phật cầu sanh Cực Lạc đi? Về Cực Lạc chúng ta thường nguyện đến thì tuyệt vời quá, thấy không? Nên nắm chắc câu Phật hiệu này, nghi gì cũng niệm A Di Đà Phật, mà tin cũng niệm A Di Đà Phật, nghi tin gì cũng niệm A Di Đà Phật, thiện cũng niệm A Di Đà Phật, mà ác cũng niệm A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi đều niệm A Di Đà Phật thì quá tuyệt vời. Vì sao? Vì thờ mặt pháp một vạn năm các kinh điển đều tiêu diệt, chỉ còn pháp môn Di Đà để cứu độ chúng sanh. Vậy nắm câu A Di Đà Phật đi, nhớ tông tịnh độ siêu hơn các tông, hạnh niệm Phật siêu hơn các hạnh, bởi vì thâu nhiếp tất cả các căn cơ vậy đó. Pháp môn tịnh độ là siêu hơn các pháp khác. Giống như giờ chúng ta là kẻ mù mà có người dẫn đường, Phật A Di Đà là người dẫn đường mình. Mình là kẻ mê hoặc điên đảo, càng học thì càng loạn, càng học thì càng mê. Bây giờ nhờ bổn nguyện Di Đà, chúng ta nương vào câu Phật hiệu, nhờ bổn nguyện Ngài dẫn dắt chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Vì Ngài đã phát nguyện: chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta, chí tâm tin ưa, niệm danh hiệu ta là A Di Đà Phật. Đến khi mệnh chung chỉ cần niệm từ một niệm đến 10 niệm thì ta là Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn chúng sanh đó về Tây Phương Cực Lạc. Nên mỗi một người mình phải tin như vậy để phát niệm A Di Đà Phật cầu sanh Cực Lạc. Đây là niệm thiện nhất trong các niệm thiện. Mỗi người chúng ta, nhiều người phát cái thiện niệm A Di Đà Phật thì cái tà khí ở thế gian này tự nhiên từ từ sẽ tan biến, và cái thiện khí ở thế gian này càng ngày càng phát triển. Nên mỗi một người chúng ta, gia đình có thần, có tam bảo, có niệm Phật, có lễ Phật, có dụng công tu, nhiều Phật tử như vậy thì cái thiện niệm này tuyệt vời lắm. Quý vị coi, như chùa mình ngày Chủ Nhật bao nhiêu người về đây niệm Phật, thì đúng là quý vị có nghiệp trước nặng cỡ nào, về cũng tiêu nghiệp rất mau, cầu an cầu siêu người thắng, rất hữu hiệu. Ngày 16, ngày thứ bảy tới nè, chúng ta tổ chức chương trình khiếm thị. Bao nhiêu người về phát thiện niệm để giúp người khiếm thị này, chúng ta về kết duyên như vậy thì duyên phước tăng rất là mau. Rồi bữa sau ngày Chủ Nhật cộng tú, rồi 24 tháng 12 âm lịch cuối năm cộng tu, Phật tử tập trung về, chúng ta cùng phát thiện niệm, niệm Phật nghe pháp, cũng đi thực phóng sanh cuối năm. Chắc là Phật tử về rất là đông khi cuối năm. Rồi chiều 30 là chúng ta sinh hoạt chúng cuối năm nữa. 30 sáng mùng 1 đó, đêm giao thừa, khóa tu tuyệt vời, tặng lộc đầu năm mỗi người chiếc máy niệm Phật, phần gạo 2 kg để chúng ta lọc cái chùa gỡ quý vị.
Đây là niềm vui quý vị à. Niềm vui khi con người giữa con người đến với nhau. Tự nhiên ai về cũng vui, bao nhiêu ngàn người về cũng vui. Tâm niệm thiện phát lên tuyệt vời. Chúng ta ở trong cái tâm niệm thiện này để cùng cộng tác thì quá tuyệt rồi, quá đặc biệt rồi. Pháp môn tịnh độ này đúng là pháp môn nhân sinh, pháp môn gần gũi vô cùng. Nên tất cả chúng ta gặp rồi, nắm cho chắc pháp môn tịnh độ, câu ai là Phật này. Phước duyên tăng trưởng, đạo tâm càng ngày càng thuần thục, sự an lạc phát triển là nhân, giáng sanh cực lạc là quả là chắc chắn. Nguyện Tam Bảo gia hộ chỉ vì tín nguyện kiên cố, niệm Phật cả đời không thối chuyển. Nắm chắc câu Phật hiệu mà niệm, đi đứng nằm ngồi niệm Phật, đeo máy niệm Phật. Khi cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc quý vị. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.